Con cá mà muốn nó đứng im cũng hơi khó hả mày? Nè. Đó. Trời, con cá rồng đỏ này quá đẹp luôn. Hình như từ trong ra ngoài anh có mấy bộ rồng đỏ lần các bạn. Nè, mấy bộ rồng đỏ khác nhau lận. Mình thấy cái vây lưng nó dựng ghê không? Đó. Ok, thì mình sẽ cố gắng quay hết cái khúc này cho anh em xem nha. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cá Cảnh của mình. Ngày hôm nay mình với anh Hiếu sẽ dẫn anh em đi tham quan một cái chạy cá này. Cái chạy này ở Cần Đước nha các bạn. Mình thì ở Cần Giuộc, xuống Cần Đước. Thì cái anh này mình rất là hâm mộ anh. Nuôi cá rất là đẹp các bạn. Thì hôm nay may mắn thì có được ảnh cho phép quay á, thì mình sẽ dẫn anh em đi tham quan và quay cái trại này nha. Ok, đi vô này. Đây anh em, đây là trước trại đây. Hello, hello. Đây chào tất cả nha. Rất là trai hả các bạn. Để mình đi show vô đây mình mượn ảnh cái hồ. Hồ. Đấy hồi đó cũng được, có hồ nhỏ nè, hồ nhỏ cũng dễ nhìn hơn. Đi thì mình sẽ dẫn anh em đi quay một số cái dòng bên ảnh nè. Bước vô á thì ở đây thì có cái này là abigon đó bạn. Đây. Cái này là máy thường. Máy trống luôn. Máy thường. Có máy abigon đó luôn. À. Rất là nhiều luôn. Cái hồ này ngang 40 dài giá 80 các bạn. Nuôi ngoài đây. Đây là con trống đi bông. Rồi bên đây nữa nè, bên đây mới đã nè, cái con cá này là con cá gì? Đỏ là cái gì Long? Cái đó là huyết kiếm. Huyết kiếm hả? Huyết kiếm hả? Huyết kiếm còi á. Cái bộ Dumbo rất là đẹp luôn các bạn. Cái bộ Dumbo nè. Quá chuẩn luôn à. Mình rất thích mấy cái bộ này. Ảnh này ở dưới đây làm chắc chuyên về hát môn với Firo ha. Mình thấy là nhiều như vậy. Còn bên đây là cái gì ta? Hát Bilu như bông. Bên đây. Hát Bilu. Còn ở trong đây là rồng đỏ nè, thấy chạch rồng đỏ ở đây đẹp lắm. Hiếu leo lên đây chơi nè. Bộ rồng đỏ đây mình thấy rất là đẹp luôn. Hát môn luôn hả Lộc? Hát môn. Bộ hát môn máy đó, nhưng mà tại vì không có tách ra thôi, tại cái này là chưa có tách ra phơm á. Cái này phơm là nó bung lên. Phơm là bung lên. Nè nè, ở đây có con bự nè. Cá này giờ đi khoảng 2 xị không Lộc? Cái tơ nó mắc lắm. Cái tơ mắc lắm. Cái này bán không có ít bán ra được không thể. Nhiều luôn ơi. Quá trời luôn. Lúc trước là làm nhiều lắm mà giờ tại vì đẩy lên chạy trên bạn cái nó này là đây ấy thôi. Này là cái gì á? Habilu. Ủa Habilu quá trời luôn. Này Habilu biết theo ha. À. Habilu biết theo mà nuôi cái này nó con cá nó lên cái màu đậm quá. Con này là Dumbo nha. Yeah. Đây mình sẽ quay cho anh em xem cái toàn cảnh của cái trại của anh em luôn ha. Của anh này ha. Thì mình sẽ làm cái clip này chắc có thể nó sẽ dài một tí nha các bạn. Mình sẽ review cho anh em xem hết tất cả các hồ ở đây luôn. Thì ảnh nuôi cá thì cá rất là đẹp các bạn. Nhưng mà không biết mình đi quay lúc này thì có đúng vào cái mùa cá mà cá đang lứa bán hay là không. Hay là có cá nhỏ ha các bạn. Ở đây mình thấy có con máy giống này rất là bự nè. Thì hồ thì mình có xin phép ảnh bắt rồi. Cũng khi đi vào mình cũng rửa tay sạch sẽ ha các bạn. Đây là con máy giống nè. Đó, thường á mà người ta nuôi như thế này á thì nó sẽ con máy của nó sẽ bị te tua ha các bạn. Tại đông quá. Nhưng mà cá con thì người ta sẽ chăm sóc nó rất là kỹ. Đó, đi tới. Bên đây là Dumbo các bạn. À, đặc biệt là cái bộ Dumbo của ảnh này thì rất là đẹp luôn. Dumbo Red Tail. Đó, nè. Bộ Dumbo thì cực kỳ đẹp luôn nha các bạn. Đó. Đây mình kiếm những con mà đẹp đẹp lên cho quay cho anh em xem.
Đây là cái bộ này là bộ Dumbo Big Air ha các bạn. Đây tiếp đây là cái hồ rồng đỏ giống nè các bạn. Đó đi mình quay cho anh em xem nè. Đó. Mấy con trống mà đạp máy rồi thì nó bị hơi bị te tua nha các bạn. Đó nhưng mà cái vây lưng của nó nè. Rất là đã. Thì mấy con này là làm giống không à. Hồ này là chuyên, hình như hồ này là thấy cá giống không à. Rồi. Ok thì bên đây tới bên đây. Dumbo giống bên đây cũng cực kỳ đẹp luôn. Nè, quay dưới ánh nắng luôn các bạn. Đó. Còn đây thì là anh Hiếu vẫn đang nói chuyện ha. Còn mình đi quay cho anh em xem. Bên đây thì ảnh nuôi thùng xốp các bạn. Cái này là Dumbo mua sắt nè. Cá này thì chắc cũng chưa lựa ha các bạn. Này là bộ này là Dumbo mua sắt hát muôn. Cá này chắc chưa lựa. Cá này thì mình thấy ảnh nuôi như vậy là chưa có lựa các bạn. Tại vì thấy hai lứa nó khác nhau. Còn hình như đây là ảnh chuyên dòng đỏ các bạn. Thấy dòng đỏ giống quá trời luôn. Nè, không biết cái bộ này. Mấy cái bộ này cái vây lưng khủng. Đây. Trời ơi, con trống dòng đỏ nè. Nè, cái vây lưng cực kỳ phê luôn. Nè. Đó. Con cá mà muốn nó đứng im cũng hơi khó hả các bạn. Nè. Đó. Trời, con cá rồng đỏ này quá đẹp luôn. Hình như từ trong ra ngoài anh có mấy bộ rồng đỏ lần các bạn. Nè, mấy bộ rồng đỏ khác nhau lần. Mình thấy cái vây lưng nó dựng ghê không. Đó. Ok, thì mình sẽ cố gắng quay hết cái khúc này cho anh em xem nha. Ở bên đây là sọc ngựa cánh tiên ha các bạn. Trời ơi, nó sung quá trời luôn nè. Nên mình để được cái hộ lên. Đó, rất là sung luôn. Mấy con này thì chắc nó ăn dữ lắm đó các bạn. Quá đẹp luôn ha. Mấy con này mà mình nuôi dưới hồ kính mà có đèn dạ quang thì nó rất là đẹp. Đó. Bên đây nữa nè. Bên đây chắc cũng vậy nữa. Mà cái này là màu vàng hả các bạn. Cái này bên đây là con màu vàng. Còn nãy là màu xanh. Trong đây đây. Này là Dumbo hát muôn. Hình như ảnh bên đây là chim Dumbo với dòng đỏ với HP Retro là nhiều. Bộ HP Retro rất là đẹp. Để lát nữa mình quay cho anh em xem nha. Đó, không mát. Mấy con này là giống rồi. Hình như nó dạt cái anh bỏ cho ngoài đây. Nó rất là dài rồi các bạn. Đây, đây bên đây có con trống đẹp quá trời luôn nè. Đó. Thì mình cũng có xin phép ảnh, mình rửa tay sạch sẽ rồi xin phép ảnh rồi mình mới làm ha. Mình mới bắt lên cho anh em xem chứ không phải là tự nhiên mà vô chạy người ta cái là mình thọt cái tay vô đâu ha. Tại vì đợt trước mình có quay cái chạy kia có anh em nhiều anh em nói á. Thì mình giải thích cho anh em luôn ha. Thì mình cũng phải xin phép đàng hoàng mình mới được làm chứ không phải là mình tự tiện mình thọt tay vô đâu ha. Đó, này là bộ Dumbo hát muôn, cá này cá tơ. Đó. Này bộ này cực kỳ đẹp luôn. Thích cái là cái tay bơi với cái vây lưng đó các bạn. Đó. Cái tay bơi nó đen đậm luôn, không có một bị mít một miếng nào luôn đó các bạn. Một hồ này thì mình thấy khá là nhiều ha các bạn. Hồ này là cũng phải trên 50 cặp các bạn.
quá trời luôn nè. Đây đây đây, có con này đẹp nè. Rồi qua bên đây là phun con, ở ngoài đây là phun con chắc thủy sinh ha các bạn. Phun tai không, phun con quay cái này không đẹp các bạn ơi. Phun con nuôi lần này nó hơi bị cam cao, nó bị nhiễm đỏ ha. Rồi thì mình đi hết một nửa của cái vàng này rồi, mình đổ mồ hôi luôn các bạn, nắng quá. Rồi hồi nãy á, là dòng đỏ giống giống, bây giờ là tới Dumbo giống nha các bạn. Nè đây là trời, nó quá trời đã luôn nè. Này là Dumbo giống nha. Những con cá giống á, thì nó te tua gì nè, nhưng mà người ta rất là quý nó, tại vì không có nó thì cũng không có bộ cá con ha. Đây để mình quay cho anh em xem. Đó, mấy con cá nhìn đã lắm các bạn nè. Mình nhìn vô cái vây lưng của nó, nhìn trên xuống nè. Những con cá trống á, nè, những con này nè. Những nào, những anh em nào mà đam mê á, thì nhìn vô là phái liền như mình đây nè. Còn bộ HB Retro nè. HB Retro thì bộ này rất là VIP luôn. Những con cá con mà mình nhìn nó HB Retro thì nó bây giờ đây là còn chỉ có cá con thôi các bạn. Cá con mà cá này tầm tháng à, mà cái vây lưng nó rất là căng luôn. Để mình kiếm cái hồ nào có cá bự nè, để mình hình hồi nãy mình có hỏi ảnh rồi thì HB Retro thì chưa có đợt bự, nhưng mà à, cái bộ gen này anh nói rất là tốt nè. Con này là cái con cá này có 1 tháng rồi các bạn, mà cái vây lưng của nó nè nó dựng tới mức vậy luôn. Tại vì cái trại này là chuyên về hát muôn với BDH nên mấy cái dòng này rất là đẹp luôn. Cái bộ mình rất là thích bộ HB Red này, HB Retro này. Đó. Tiếp thì đây là máy Dumbo nha các bạn. Máy Dumbo, máy này là máy này là đuôi xanh nè. Có những con bự con nhỏ. Mấy cái hồ này nuôi chung luôn, nuôi rất là nhiều. Nè bên đây là còn trống Dumbo thường, Dumbo hát muôn nè. Đó. Trống này chắc có 1 tháng rồi các bạn nè, có mấy con có những con nè. Nhìn cái vây lưng của nó là rất là to ha. Ở bên đây là mấy con ranh chu. Đây 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 nè, con ranh chu này mình bỏ vô cái tay cũng bằng bàn tay mình luôn các bạn. Nè. Nó bằng cái bàn tay mình luôn ha. Ok thì mình đi vô trong kia tiếp. Tiếp tục thì thì qua bên đây. Bên đây thì những con này thì nó tốt hơn. Đó. Đây là Dumbo hát muôn ha các bạn. Tất cả cái size này mình nhìn nó tầm khoảng 5-6 tháng ha các bạn. Nè, mấy con Dumbo này nè. Size nó tầm khoảng 5-6 tháng luôn các bạn. Nè, con mấy con này nữa nè. Những cá giống. Trời ơi, nhìn đã thiệt. Bên đây là cá tơ, con này Lutubat BDS. Đó, cá tơ. Thì vào trong đây ha. Ở trong ở đây anh xài nước gì anh Long? Giếng. Giếng mình khoan bơm vô hả? Ờ đúng rồi. Một ngày anh cho nó ăn cái gì? Trùng chỉ ít lắm, trùng huyết nè, đợi cám với lại a tơ ngày giống như cho ăn sen chung à. Thì trùng chỉ thì lúc trước cho ăn lần mà nó bệnh quá nên bỏ luôn. Con thường cám anh xài cám gì? Cám 3 năm, cám 3 năm trộn miếng mềm. Cám cám thái. Này một ngày anh cho ăn mấy cử ta? Tùy bữa, có bữa cho sáng chiều, có bữa vừa lâu lâu dặm thịt miếng nữa. Còn thường là trước sáng chiều. Thì
quá cưng. Cưng quá trời. Chứ bữa nào mà đi nhậu có đám tiệc là thôi. Thôi khỏi ở trong đây toàn là vàng khay trắng không các bạn. Trong đây là nuôi Bluetooth bass. Này là Bluetooth bass si thu á anh. Si thu á. Guinea luôn. Ờ đúng rồi. Guinea. Cá này vừa bên mình cũng đang làm ở dòng này nữa các bạn. Đó. Bluetooth bass si thu Guinea fin si ha các bạn. Fin si rất là dày. Để mình coi à, con này giờ fin nó rất là dày ha. Trời nuôi trong đây là cưng quá trời. Còn mấy cái dòng này thì ủa sao anh có bỏ con beta vô nữa? À tại bữa lấy nhiều quá không có chỗ chứa. À. Nó bỏ bớt hộ không. Nó không ăn luôn hả? Hả? Nó không ăn. Nó cắn vết hết, con beta nó buồn rồi đó. Vì sao anh bỏ con trong đây uổng rồi, bộ Bluetooth si thu nè. Có đi bông nữa. Có. Này hơi, hơi căng là đã. Hơi lại tiền không ạ? Nhiều mùi tiền. Ơi. Giỡn rồi. Mấy này cứ ủa cái hồ màu xanh này là anh đánh cái gì vậy? Nó bị gì đâu bị tảo á, này lên SE đi bông C nhưng mà nó chỉ đang lên tay mới nó nhú tay nè. Nè nó nhú tay nè. Này mất bữa là full nè, SE nữa các bạn. 40 trừ tiền nước nấu ăn này kia chứ còn mấy. Còn sót cùng dễ coi lên trên ai nhìn trên nè. Tụi này thằng này đang bệnh. Thì cái hồ nào đang bệnh thì mình không có dứt nghe cái hồ này ra thôi. Còn những con này là máy full tay luôn các bạn. Đây. Đó, rất là đẹp luôn. Muốn nuôi con cá lên full này thì nó rất là khó nha. Quan cái gen của nó tốt rồi mình phải nuôi lên nó tốt nữa. Ở đây là full red Siwalo nha các bạn. Full red Siwalo. Ở trong đây thì cá thì toàn là cá có giá trị cao ha. Đó, Siwalo đúng 3 tia luôn mà. Đi vô đây là không muốn về luôn các bạn ơi. Tới bên đây. Ở bên đây á thì thường là ron không à. Đó. Còn bên đây là cái hồ trống các bạn. Còn cái này là ranh, cái này ranh chung với Uranda. Con cá này cần chận nữa bạn ơi, coi bàn tay tôi nè. Này mà cái này thì đẹp nhưng mà nó ăn hơi bị khủng nữa các bạn. Tiền con như con này là hơi bị cao. Này là thấy thương quá trời luôn. Đó. Đó là cái lọc các bạn. Tại những cái lọc. Đó. Đây còn có bên đây là cái hồ gì? Hồ kiếm tancho hai phin. À, nó còn nhỏ này, cá nhỏ nè. Còn này cá con. Cá này khoảng mấy tháng anh? Cá này tháng mấy á? Đây để mình zoom lại. Tụi này 5 tháng đẹp lắm. Cá này giá trị nó khoảng bao nhiêu anh? Cao. Cái này cũng biết, này của một em nó gửi làm. À, thấy nó bán ra tầm chắc 300-500 gì đó. Cũng nhiều lắm, cá giống còn cái đây là Bluetooth bass hả? Bluetooth bass BDS mà chưa có lửa. À. Chưa có lửa tắt phơm luôn. Cá tơ. Em cũng đang ghiền cái dòng này. Cái đó là tháng mấy à? Mấy tháng mấy mà nuôi cái nền trắng thì nhìn nó gì chứ, nuôi nền trắng thấy nó gì thôi chứ bỏ vô nền đen thì nó khác. Nuôi nền trắng nhau cá mình đi con nào muốn mà nó nhiễm á mình bắt nó dễ. Đúng rồi. Giờ lúc mà qua nền đen mình phơm màu lên nên lắm. Ừ, có con này là nó lên kinh nè. Con trống lên kinh đúng không? Ừ, kinh mắt. Nó lên kinh là tốt hay xấu ta? Lên kinh thì con máy lên kinh có khi nó đẻ không được. À còn con trống này, con cá rất lạ quá bạn. Nhìn như đúng ngầu luôn. Như nó lòi con mắt ra ngoài đi. Có khi lòi nó làm hai con mắt đã lắm. Nếu mà hai con lên đều đã. Bữa chết hai con máy bự rồi. Còn có mấy con này. Cái này là ri bông, ri bông luôn không? Ừ, ri bông. Mấy ri bông. Full tay luôn bạn, tay ướm mà full luôn kìa. Này con máy à.
Cái này mà lúc mà nó mới về cái vụ lên Kinh thì bán mắt luôn trời. Kinh giờ còn bỏ không? Ừ đúng rồi. Như lỗi. Nó như bị lỗi hết. Mình nhưng mà Kinh miệng nó nhìn đẹp nha. Kinh miệng nhìn đẹp lắm. Mày cũng rất e đi bông nè, khác đẻ không? Ừ. Cái con này thầy con nó là con nó dưới đó này á. Nó dứt nó dục dưới này đó. Là háng bột. Là háng bột đây nè. Trời. Ôi mấy con này nó ăn chắc cũng dữ lắm anh. Dữ lắm, ăn cục trùng con lớn vậy nè. Một ngày cái chạy anh khoảng bao nhiêu tiền trùng? Ngày tầm 800 gram trùng. Gần ký luôn rồi. Vậy là cũng 800 gram là cho ăn sen vô chứ nếu mà cho ăn trùng không chắc hơn á. Đúng rồi, nếu tại có mấy con Orinda nó ăn bà của nội luôn. Trời bà cái máy rồi. Đâu? Mấy bà làm quá. Bốn cái máy này 35 hay 80? 35 à. Cái máy gì kia nữa chứ, 4 cái rồi. Ừ, cái máy này nó im. Ông mà để kiểu này mà nó im quá là em treo lên luôn mà nó còn kêu. Trời vậy là kêu lắm rồi đó, giờ chả đâu xài máy này nữa đâu. Chơi máy sò. Giờ nó chơi cái máy kia nó im, máy bự, máy thổi. Cái máy này gì á, ông sùng quá. Khó chịu lắm. Này là Dumbo coi ha. Bó này là đồ biết nè. Giật lá giống kìa. Trời ơi. Kìa bên kia kìa nó vô chấm chết quá trời giống kìa. Đừng bắt nha. Nó không gì? Nó mối. Ờ con nó mối trong đây luôn. Nè đây hai ba con nó chết này nè. Chưa nó chưa được đâu. Đâu? Đó, bên kia kìa đó nằm. Đó nằm nó sẽ lại. Chết luôn rồi. Chết là hư nước luôn. Bộ luôn tôi bát bự ghê. Làm nhiều quá rồi, cứ ham làm nhiều các bạn ơi, làm cũng vừa vừa thôi. Làm nhiều quá, có thời gian nhậu. Đúng rồi. Đó, nghe bắt về luôn tôi bát lên coi. Ôi trời quá. Nếu mà nhà mình có ba người, ba bốn người làm luôn thì làm chạy, còn nếu mà một mình thôi. Trời, con máy nè, con máy này cỡ mấy tháng anh? Máy này 5 tháng mấy à? 5 tháng mấy à? Ừ, rất là đẹp luôn các bạn. Cái vi lưng. Cái đuôi gần hết mon luôn á. À, Bitel BDS. Tại vì ở trong cái nền trắng thấy vậy thôi chứ đỏ nền đen là nó đẹp lắm. Đó lắm. Con ranh chu tạo các bạn. Này là sai mấy tháng anh? Này nó tính xe theo ngón không ta xe mấy tháng. Này à, mấy. À, thì em không có biết về cái con này. Này còn 4 tháng. Nhờ anh bắt luôn ha các bạn, tay nhiều có bạn mà mình đi chạy ta mình thọt đọt tay vô có nhiều anh em nói. Thì mình lần này kêu anh bắt luôn nè. Đó, bằng cái tay luôn các bạn. Trời ơi con này nó còn bự nữa không anh? Bự nữa, bự lắm. Con quá trời luôn. Trời con này ngắn luôn. Con này một cái. Ồ, nhìn vậy thôi chứ ngoài đã lắm các bạn. Nó bằng cái ngón tay luôn. Cái này bỏ vô cái chén không vừa. Vừa cái chén, này con này vừa cái chén. Bữa đó làm cái con bán cho ông em á. Hết mớ. Không thấy nó để vô hồi chuột biết lên quá trời nè, thấy không? Ồ, hồi này chuột biết. Sống lại phải không? Không có, cái này tự động bỏ nước vô nó lên quá trời luôn. Cái này cái lắc lắc hút cho ăn rồi. Đúng rồi. Nó lắc hút lên cho ăn rồi. Thấy Abigon. Abigon bắt mấy con sinh dày á lên quay. Ừ. Như đây mà ngồi lựa nữa chắc lâu lắm. Trời ơi, thiệt nè, cái này hát phải luôn cái giày nè mà không có thời gian ngồi lựa nè. Đâu? Bận lắm. Thiệt nhiều lúc nó thấy nhịn đu nhiều mệt lắm. Uống lắm. Khỏe. Không có thời gian ngồi lựa luôn á. Nè, phim nó toàn vậy luôn nè. À, này là tơ các bạn. Ok. Anh qua lựa cái Abigon con nào phim giày thử anh. Không thiệt. Hả? À, anh lựa Abigon thử đi. Abigon phim giày hả? À. Này bên đây có này bỏ phế lắm. Có mấy con ngấy nó trời. Con này bỏ lắm. Để nhờ ảnh lựa mấy con nào phim dày đẹp đẹp nên quay cho anh em xem nha. Trời. Này là còn tơ nữa mà. Cái này nào nuôi già chút xíu nữa là cái vây lưng chắc cũng dữ lắm. Nó dày xíu nữa. Này là Abigon. Đó. Tai bơi bướm luôn. Cái này tai bơi bướm hay Winnie vậy ta? Bướm à? À, tai bướm. Tại à, thấy nó dài quá. Bướm nó quá dài thôi chứ không có tới viên. À. Cá này chưa ghép ha? Đi ghép rồi. À, đang ghép chứ nó chưa có bầu. Cũng chưa bự lắm. Ok. Không biết mấy cá này giờ ông xài cái thùng nhỏ nhỏ không phải là còn mình nuôi cá chợ là phải xài cái thùng bự. Đúng rồi. Tại mình bán một lần là 15 20 cặp có khi 3 40 cặp luôn chứ thùng bự. Ở đây cứ hai cặp cứ chung mình 8 xị, 7 xị. Khi dòng xin xin này vô chung mấy. À, cái đó cái giá cá giá trị cao thì cứ mua cái thùng xốp được, còn mình đoán giá cá thường thường không à. Ừ, vậy mà bọn này của em Hoàng Long
Rồi ok ha các bạn, thì mình cũng đi vòng vòng quay sơ rồi các bạn. Thì khi nào mà có cá lên nữa nhiều quá thì mình xuống đây chưa? Có dịp giao lưu thì mình quay tiếp cho anh em xem nha các bạn. Ở đây thì ảnh có một cái tiệm cũng gần quốc lộ 50 các bạn. Thì ở đây là chỉ một cái trại phụ thôi, còn một cái tiệm với một cái nữa. Thì có dịp thì mình sẽ quay cho anh em xem. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem. Nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ mình với nha.